điểm xuống hàng thứ tư hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức hôm nay là lễ Phật đản của năm 98 cũng chính là ngày của mẹ Tối hôm qua Chúng ta tham gia lễ truyền đăng Rất là hy hữu Cũng là lần đầu tiên tôi tham gia Mọi người chúng ta đều rất là hoan hỷ Sáng sớm hôm nay Chúng ta sau buổi cơm sáng Cư sĩ Trương Viết một bộ giấy đưa cho tôi Muốn tôi nói qua Ý nghĩa Kỷ niệm Lễ Phật Đảng Vấn đề này Hỏi được rất hay Chúng ta phải nên làm như thế nào Để làm lễ kỷ niệm Lễ Phật Đảng là Indo kỷ niệm ngày đảng sanh của Thích Ca Bồ Ni Phật. Ở trong truyền thống Trung Quốc là dùng ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Indo là ngày trăng tròn tháng 5. Vào thời xưa, làm lễ kỷ niệm này là kỷ niệm ba ngày lễ lớn thế tôn thị hiện sinh ra ở thế gian đó là ngày lễ lớn thứ hai là ngày thế tôn thành đạo thứ ba là ngày thế tôn vào niết bàn đó là ba ngày lễ lớn chúng ta thử nghĩ nếu như thế tôn không xuất hiện ở thế gian này thì thế gian này sẽ như thế nào thực tế ra mà nói thật không thể tưởng tượng được chỉ có thế tôn xuất hiện thể hiện ra trí tuệ cứu cánh viên mãn vì chúng ta giải quyết rất nhiều rất nhiều vấn đề nghi nan cũng giúp chúng ta hóa giải vô số tai hại của tự nhiên và con người làm ra chúng ta nhận thâm ân của Phật Rất ít người có thể biết được Chúng ta kỷ niệm ngày Khánh Đảng Quan trọng nhất Phải đem ân đức giáo huấn Của Thế Tôn giới thiệu cho xã hội đại chúng khiến cho mọi người đều có thể tri ân báo ân chúng ta dùng phương thức gì để báo ân cũng chính là nói dùng phương thức gì để kỷ niệm chỉ có tuân thủ lời giáo huấn của thế tôn y giáo phụng hành chính chúng ta chân thật có được nhân sanh hạnh phúc có được gia đình mỹ mãn mỗi một người đều có được sự nghiệp thành công xã hội hòa thuận quốc gia giàu mạnh thế giới hòa bình. Thì kỷ niệm này thật có ý nghĩa, thật có giá trị. Ngày này của năm nay ở khu vực của Singapore, thực tế ra mà nói, chúng ta cảm thấy hoan hỷ không gì bằng. Singapore do cư sĩ lý mộc nguyên toàn tâm toàn lực hộ trì phật pháp lễ thỉnh các pháp sư đến nơi đây để giảng kinh dài lâu cái nhân duyên này thù thắng không gì bằng hai năm trước phát khởi thành lập lớp bồi dưỡng năm nay lại bắt đầu mở lớp hoa nghiêm chúng ta dùng những thứ này để khánh chúc lễ phật đản để khánh chúc ngày lễ của mẹ cái ý nghĩa này thật không tầm thường trên thực tế thật là hy hữu khó được lý mộc nguyên cái tên này tôi xem rồi lại xem cũng rất dịu cái chữ lý nếu tách ra thì là thập bát tử vì nếu không phải là thập bát vị a la hán thì chính là thập bát vị phật tử đại khái tương lai ở nơi đây sẽ cho ra 18 vị Bồ Tát Vậy thì không còn gì bằng Toàn thế giới đều được nhờ Cái tên của ông cũng rất có ý nghĩa Bạn xem Mộc là thập bát Bên dưới là nguyện A-di-đà Phật Nguyện thứ 18 là quan trọng Nguyện 18 Là 10 niệm ác sanh cho nên ý nghĩa của danh hiệu này cũng là không thể nghĩ bàn vì vậy ở vào cục diện của ngày hôm nay ý nghĩa của cái tên này của ông đã hiện ra rõ rồi khiến cho chúng ta xem thấy rất là tường tận rất là rõ ràng Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức Chính là Tất cả chư Phật Như Lai Tu nhân chứng quả Đại Đức viên mãn Loại Đại Đức viên mãn này Ở trên Kinh Hoa Nghiêm Dùng 10 điều 10 Đại Nguyện Dương Để biểu thị nguyện nguyện đều là không có cùng tận siêu diệt thời gian siêu diệt không gian cũng chính là nguyện nguyện đều là tận hư không khắp pháp giới hơn nữa một chính là tất cả tất cả chính là một đó mới là mười đức của phổ hiền đại sĩ phía trước để giới thiệu qua với các vị sám hối nghiệp chướng hôm nay chúng ta tiếp tục giới thiệu với các vị nguyện thứ năm tùy hỷ công đức cái điều này vô cùng quan trọng trước tiên chúng ta phải nhận biết công đức là gì chỗ này không thể hàm hồ được chúng ta xem thấy rất nhiều đạo tràng phía trước để một cái thùng bên trên viết là thùng công đức cho rằng cái gì tiền để vào trong đó thì có công đức vậy thì sai rồi không hề có công đức đừng nói bạn quyên một ít tiền không có công đức vào thời xưa thời đại của lương võ đế lương võ đế là người trong lịch sử trung quốc chúng ta nổi tiếng là một phật giáo đồ kiền thành là đại hộ pháp của nhà phật chúng ta khi ông còn đương chức đã tạo 480 cái đạo tràng Ngày nay chúng ta gọi là tự diện Quy mô đều rất lớn Khích lệ Nhân dân xuất gia Ông xem thấy người xuất gia thì rất hoan hỷ Khích lệ mọi người xuất gia Cho nên độ chúng Mấy trăm ngàn người chính ông cũng cảm thấy kiêu ngạo, Ô, oh, việc này thật đáng tự hào. Làm được công đức lớn đến như vậy, cảm thấy kiêu ngạo. Chính vào ngay lúc này, Bồ Đề Đạt Ma đi đến Trung Quốc. Chính là tổ sư của Thiền tông. Đạt Ma Tổ Sư Sau khi đến Trung Quốc Nghe được quốc dương của Trung Quốc Nhiệt tâm hộ pháp như vậy Đương nhiên phải đến bái kiến Lương Võ Đế cũng rất vui mừng Tiếp kiến Một vị cao tăng Đến từ Ấn Độ Sau khi đến rồi Sau khi gặp mặt Lương Võ Đế Liền nói với Đạt Ma Tổ Sư về công đức hộ pháp của ông. Thành tích hộ pháp. Sau khi nói xong, ông thịnh giáo với Đạt Ma Tổ Sư. Ông nói công đức của tôi có lớn không? Đạt Ma Tổ Sư, con người này rất thẳng thắn không nói nhân tình với người nói ra một lời thành thật ông nói không có công đức gì nói ra câu nói này lương võ đế không chịu nổi lương võ đế nghe rồi rất là không vui không có công đức gì cho nên lương võ đế không hộ pháp cho ông làm cho ông phải đi đến chùa thiếu lâm quay mặt vào danh chín năm để đợi đến một huệ khả lời của đạt ba tổ sư có đúng hay không đúng công đức cùng phước đức không như nhau giả như nếu lương võ đế hỏi ông phước đức của tôi có lớn không thì đạt ma tổ sư nhất định liền nói thật lớn thật lớn ông tu phước báo thật quá lớn phước đức cùng công đức là có khác biệt công đức là phải chính mình tu hành Chúng ta nêu ra một thí dụ đơn giản Trì giới có công Cái công mà bạn trì giới là có công phu Bạn trì giới có công phu Được định chính là đức Cho nên công là tu nhân Đức là chứng quả Bạn được định rồi Vậy mới gọi là công đức nếu như giới luật bạn giữ được rất tốt rất nghiêm thế nhưng không thể được định bạn chưa được định thì thì giới của bạn là phước vẫn không phải công bạn thì giới chưa có công phu bạn chỉ có được phước báo được định nhân giới được định thì giới luật này mới gọi là có công phu vì sao có một số người trì giới Có thể được định Có một số người trì giới không thể được định Ở trong đây chính là đúng pháp Và không đúng pháp Tu học đúng pháp có công Tu học không đúng pháp Không có công Cái điểm này Các vị đồng tu Không luận tại gia xuất gia Đều phải tường tận vì vậy nhất định phải giữ giới luật Giữ giới mới tương ưng Không giữ giới thì không tương ưng Vì làm sao được gọi là công phu chứ Lục tổ đại sư Huệ Năng dạy người Đặc biệt Dạy người trì giới Một mực giận bạo chúng ta Nếu là người chân chánh tu hành Thì không thấy lỗi thế gian Thì bạn liền có công phu Giới luật của ta trì được rất tốt Xem thấy người khác không trì giới Sanh tâm khinh mạng Xem thường người ta Chính mình cống cao ngã mạng Bạn xem trì giới thì giới sau đó thì được kết quả gì? Được cái cống cao ngã mạng Người ta trì giới thì được định Từ định khai huệ Họ trì giới trì ra cống cao ngã mạng đến Vậy thì thành ra thứ gì? Thì làm gì có được công phu chứ? Tuy nhiên sự trì giới đó có tốt hay không là việc tốt Sự trì giới đó là phước đức Họ đã tu phước hữu lậu trong tam giới sáu đường tôi xin nói với các vị tôi không nói phước báo nhân thiên tôi nói phước báo hữu lậu trong sáu đường vì sao vậy không thấy được phước báo của họ hưởng được ở dân gian việc này chúng ta phải hiểu Nếu như họ không có được thân người Họ được Cái thân xuất sanh Được cái thân ngạ quỷ Đều hưởng phước Bạn thấy trong đường xuất sanh Người nước ngoài nuôi vật cưng Phước báo thật lớn Chúng ta làm sao có thể bị được với người chứ Người cả nhà đều hầu hạ nó Xem nó như là bảo bối vậy Nó là chủ của cả nhà Chúng ta còn kém xa so với nó. Chúng ta một người quan tâm cũng không có. Loại vật cưng đó, xuất sanh đời trước đã tu phước. Phước báo trong cõi quỷ cũng không nhỏ. Chúng ta đã xem thấy rất nhiều ở trong nhân gian Trung Quốc chúng ta cung bái những quỷ thần này. bên cạnh cư sĩ lâm dường như có một cái miếu đại bá công đó chính là trong cõi quỷ có phước báo cõi quỷ có phước báo sơn thần thổ địa thành hoàng đều là cõi ngạ quỷ họ đã tu phước nên ở trong cõi quỷ hưởng phước cho nên Phật nói với chúng ta Nhất định phải tu tích công đức Trong công đức Tự nhiên có phước đức Trong phước đức Không có công đức Vẫn là công đức tốt Công đức Phải tu bằng cách nào Kinh này của chúng ta hay Kinh này đích thực là Đệ nhất kinh Mà Thế Tôn 49 năm đã nói Hoa nghiêm vẫn là hàng kế Kinh này chân thật là kinh đệ nhất Trên đệ kinh đã nói với chúng ta Thanh tịnh, bình đẳng, giác Hay nói cách khác Tu học của chúng ta Phải tương ương với Thanh tịnh, bình đẳng, giác Chính là công đức chúng ta trì giới ngay trong giới được tâm thanh tịnh được tâm bình đẳng thì giới của bạn liền có công tâm thanh tịnh chính là định tu định có công khai trí tuệ chính là đức tu định nếu không thể khai trí tuệ cái định đó cũng là phước báo Thế nhưng các vị phải nên biết Phước của định cùng phước của giới không như nhau Phước của định lớn hơn rất nhiều Phước của giới có ở trong ba đường hưởng Chỉ có địa ngục không có hưởng phước Đường ngạ quỷ, đường súc sanh đều có hưởng phước Đó là phước của giới Phước của định không ở ác đạo Chí ít phải ở trời dạ ma trở lên bạn tu định trong định không thể khai trí tuệ phước báo từ trời dạ ma mãi đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ đó đều là phước báo của định tu định được phước báo không phải công đức tu định muốn được công đức mà nói vậy phải khai trí tuệ khai trí tuệ quyết định siêu diệt tam giới vĩnh thoát luân hồi đó là tu định có công cho nên công đức chúng ta nhất định phải hiểu được rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo chúng ta xem thấy người ta tu tích công đức thông thường người thế gian khởi lên ý niệm gì đố kỵ xem thấy người khác tốt hơn mình trong lòng liền khó chịu liền bực bội nghĩ ra hết cách để chướng ngại thậm chí còn nghĩ ra cách phá hoại phá hoại người tu hành. Tội lỗi này rất lớn. Còn có một loại Bồ Tát tu tích công đức. Bồ Tát thị hiện ở ngay trong quần chúng xã hội. Nam nữ già trẻ Việc họ làm hiện tại Chúng ta gọi là việc từ thiện xã hội. Tuy nhiên Bồ Tát đã làm việc từ thiện xã hội cùng người thế gian chúng ta làm việc từ thiện xã hội, trong đó lại phải có một chút khác biệt. Khác biệt ở đâu vậy? Các vị phải tỉ mỉ mà quan sát, bạn mới có thể thấu hiểu. Bồ Tát tu tích làm những việc từ thiện xã hội, sau cùng nhất định giúp cho họ phá mê khai ngộ đó chính là đã làm công đức nếu như chỉ là làm việc từ thiện xã hội không dạy họ phá mê khai ngộ đó là thuộc về phước đức tại vì sao đối với chúng sanh trước phải dùng từ thiện cứu tế để giúp đỡ người đó là tứ nhiếp pháp của phật phương tiện nhiếp thọ chúng sanh ở trên kinh phật cũng tường tận dạy cho chúng ta tiên dĩ lợi dục câu hậu linh nhập phật trí bạn thấy Phật từ bi đến tục đỉnh Người thế gian bạn bảo họ đến học Phật Họ lắc đầu họ không đến Bạn mời họ đến ăn cơm Thì họ rất vui mừng Họ lập tức liền đến Ăn cơm xong mới bảo họ học Phật Vậy thì tương đối dễ dàng Vì sao vậy? Đã nhận ân huệ rồi Không nghe thì rất khó coi Luôn là không thể ăn xong rồi thì đi cho nên nhà phật dùng loại từ thiện này bố thí ái ngữ những phương pháp này đồng sự lợi hành đều là giúp thọ chúng sanh sau đó nói rõ cho họ chân tướng của vũ trụ nhân sanh nói rõ chân tướng chính chúng ta cùng hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình sau khi hiểu rõ chân tướng, thì họ quay đầu là bờ. cách làm này, nếu như chấp tướng mà làm, người làm vẫn là tu phước. nếu như là rời tướng, không chấp tướng, tam luân thị không, người làm công việc này, đó là công đức, đó là lấy lợi ích chúng sanh làm công đức là do nhân giới được định đó là công đức tu học của chính mình hai loại công đức này đều sẽ bị người đố kỵ đều sẽ bị người chướng ngại cho nên ngay khi chúng ta tu tích phải có trí tuệ cao độ phải có phương tiện khéo léo địa vị của chúng ta càng thấp càng tốt đối đãi với bất cứ người nào cho dù là người phê bình chúng ta người hủy bán chúng ta người chướng ngại chúng ta người phá hoại chúng ta chúng ta cũng phải dùng tâm chân thành cung kính đối đãi với họ làm cho họ dần dần có thể bị cảm động có thể giác ngộ có thể quay đầu đem những ác duyên này đều chuyển biến thành thiện duyên đem những việc ác này đều chuyển biến thành công đức chân thật đó gọi là tùy hỷ chúng ta nhất định phải làm từ chính bản thân mình làm ra một cái gương tốt mới có thể giáo hóa chúng sanh cho nên chúng ta ngày nay ở trên toàn thế giới ở bất cứ nơi nào Hoàng Dương Phật Pháp Chúng ta có một tổng đề mục Có một tổng mục tiêu Tổng phương hướng Chính là Học di nhân sư Hành di thế phạm Chúng ta rất rõ ràng Rất tường tận cả thể phật pháp đại thừa đều không ngoài hai câu này tác sư sư là gương mẫu tuyệt nhiên không phải nói người xuất gia gọi là pháp sư phải tác sư đó là lý đương nhiên mỗi một vị động tu ở tại gia đều phải tác sư tác phạm ở ngay trong cương vị công tác hiện tại của chúng ta ngay trong đời sống hiện tiền của chúng ta phải làm ra tấm gương tốt cho đại chúng đó chính là tác sư tác phẩm chư phật bồ tát là tấm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh chính pháp giới mô phạm tốt nhất chúng ta phải hiểu được cái ý này ngày trước tôi đã nói qua với các vị đồng tu đã từng có người hỏi qua tôi cha mẹ hiện tại rất khó quản giáo con cái con cái không nghe lời học trò trong trường học không nghe lời của thầy giáo thầy giáo dạy học rất khổ ở trong xã hội công nhân không nghe lời ông chủ hiện tại ở trên toàn thế giới các khu vực phổ biến đều có thể xem thấy đó là một vấn đề lớn nghiêm trọng trong xã hội toàn thế giới có rất nhiều người lãnh đạo có trí tuệ thông minh trong giới học thuật nhà xí nghiệp trong giới công thương nghiệp các lãnh đạo tôn giáo đều đang tìm cầu phương pháp giải quyết vấn đề xã hội ngày nay rốt cuộc lỗi lầm là do đâu vào năm trước ở Đại học Sư Phạm Bắc Kinh tôi xem thấy trong trường học có đề tám chữ này đó là học di nhân sư thân di thế phạm Tuy nhiên thời gian tôi ở trong trường không lâu Ngay trong lúc Tiếp đón Tôi đã nói qua mấy câu này Cụ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc Dạy bảo chúng ta Tác thân Tác quân Tác sư Cho nên tôi xem thấy Tám chữ này liền liên tưởng đến nhà nho giáo huấn đối với chúng ta tác chi quân tác chi thân tác chi sư chúng ta không thể xem câu này dưới nghĩa hẹp câu nói này đại khái là khổng tử kỳ vọng đối với người lãnh đạo quốc gia mà không liên quan gì với dân chúng thông thường chúng ta vì thì hiểu sai rồi giáo học của nho và phật là đối với tất cả chúng sanh không phân giai cấp không phân nam nữ không phân già trẻ không phân nghề nghiệp hy vọng mỗi một người đều biết được tác quân tác thân tác sư quân là gì vậy là người lãnh đạo rất tốt người lãnh đạo rất tốt cần cụ bị điều kiện gì nhân từ đối với những người cấp dưới mình phải chân thành quan tâm họ chân thành thương yêu họ chân thành chỉ đạo họ bạn là một người lãnh đạo tốt đồng thời bạn phải là người thân dùng cái tâm của cha mẹ thương yêu cấp dưới của bạn cho nên trung quốc thời xưa thủ trưởng chính phủ địa phương gọi là quan phụ mẫu ý nghĩa không như nhau hiện tại làm quan Thời đại dân chủ gọi là gì? Người đệ tớ của dân. Người hầu làm quan là người hầu, lão bá tánh là chủ nhân. Người làm quan là người hầu. Quan hệ chủ bộc. Người hầu có lúc cũng gạt người chủ. Không thấy được chân thật hiếu trung với bạn quan tâm với bạn Thế nhưng cha mẹ thương yêu với con cái Thì không hề có điều kiện Cho nên chúng ta vẫn hy vọng Người làm quan là cha mẹ của chúng ta Không nên là người hầu trong nhà chúng ta Người hầu thật không đáng tin Nhưng là cha mẹ đáng tin hơn nhiều So với người hầu Cho nên phải làm người thân Làm cái tâm của cha mẹ Không phải làm cái tâm của thầy giáo thì giáo thương yêu học trò không luận thân phận ngày nay của chúng ta như thế nào chúng ta là một công nhân cấp thấp cũng phải làm được ba điều kiện này tuy là không có chức vụ không có địa vị chức vụ không có chức vụ phải có ba loại tâm này để làm sức ảnh hưởng ảnh hưởng đồng lưu đồng sự của chính chúng ta ảnh hưởng bạn bè của chúng ta ảnh hưởng người chúng ta quen biết sau đó mở rộng có thể ảnh hưởng xã hội người người đều có thể phát tâm tác thân tác sư tác quân đây gọi là chân thật tùy hỷ công đức vậy lợi ích đối với người việc công đức lợi ích làm gì có thể có chướng ngại không những không có chướng ngại trái lại sẽ toàn tâm toàn lực tán thán giúp đỡ không có sức mạnh tán trợ cũng sẽ tán thán việc này có thể ảnh hưởng đại chúng xã hội cùng nhau phát triển mang đến cho xã hội lợi ích chân thật việc thiện ác thế gian thật quá nhiều vì sao phật đặc biệt nêu ra tùy hỷ công đức thực tế mà nói ý nghĩa của điều này rất sâu phật biết được phiền não tập khí của tất cả chúng sanh là tích lũy từ vô lượng kiếp mỗi một chúng sanh đều có tập khí gì vậy tham sân si mạng ngạo mạn, đố kỵ. Tập khí mang theo từ lúc mới sinh, không cần người dạy. Bạn tỉ mỉ mà quan sát, bà quan sát trẻ nhỏ, trẻ thơ, vẫn chưa biết nói chuyện. Trẻ thơ mấy tháng tuổi chưa biết nói chuyện. Đặt chung hai đứa trẻ gần bằng tuổi nhau lại, một đứa trẻ có kẹo ăn một đứa kia không có kẹo ăn cái tâm đố kỵ đó liền nổi lên bạn xem ai dạy chúng vậy không ai dạy chúng tùy hỷ công đức chính là đối trị tâm ngạo mạn đố kỵ đặc biệt là đối trị đố kỵ đố kỵ ngạo mạn là tạo tội nghiệp tội nghiệp cực trọng như khoảng một điểm chuyển đổi liền biến thành vô lượng công đức giữa khoảng một niệm Chuyển đổi lại chính là công đức phật cùng phàm phu khác biệt ở ngay chỗ này chúng sanh thì không thể chuyển được tùy theo phiền não trôi lăn trong sanh tử sáu cõi Chư Phật Bồ Tát Trong khoảng một niệm chuyển đổi lại Thành tựu vô lượng vô biên công đức Cho nên chúng ta phải học cách chuyển Chuyển được rất mau Sau khi chuyển lại rồi Người ta tu tích công đức bao lớn Bạn tùy hỷ công đức Thì cũng lớn như người ta vậy Quyết định không có khác biệt Tuyệt đối không thể nói con người này tu tích công đức. Công đức của họ lớn. Ta tùy hỷ công đức nhỏ. Không hề có việc như vậy. Nhất định là lớn như nhau. Người ta tu tích thật là rất khổ sở. Bây giờ tùy hỷ công đức thì cũng lớn như họ vậy. Bạn thấy bạn chiếm được bao nhiêu lợi ích. Bạn hiểu được cái đạo lý này Phật dạy cho chúng ta chúng ta có thể đem công đức của a di đà phật chuyển biến thành công đức của chính mình cách chuyện thế nào vậy y theo một bộ kinh này tu học thì được rồi ở trên kinh này phật nói dạy cho chúng ta thọ triệt đọc tụng vì người diễn nói bạn chỉ cần đem ba câu đói này làm cho được bạn liền chuyển công đức từ trong vô lượng kiếp của a di Đà Phật biến thành công đức của chính mình. Ngay trong lúc dẫn dạy, chúng ta cũng thường nói Đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hành giới a di Đà Phật liền đem công đức của Di-đà chuyển biến thành công đức của chính mình. vậy mới là người thông minh bậc nhất trên thế giới nếu chúng ta tu hành công đức của a di đà phật mà chỉ dựa vào chính mình thì bạn phải tu đến kiếp nào chúng ta ở ngay trong mấy mươi năm ngắn ngủi của đời này chỉ cần bạn hiểu được đạo lý này hiểu được phương pháp này tu hành mấy mươi năm chính là a di đà phật tu hành vô lượng kiếp trong kinh hoa nghiêm nói niệm kiếp viên dung chúng ta là chân thật có thể làm đến được cho nên các vị không nên xem thường bỏ lỡ cái cơ hội này nhất định phải nắm lấy cái cơ hội này ngay trong một đời thành tựu công đức cứu cánh viên mãn bạn xem cư sĩ lý mộc nguyên xây dựng cái đạo tràng này mời pháp sư đã tốn biết bao hơi sức đó là công đức của ông ấy Hôm nay chúng ta đến nơi đây tùy hỷ Công đức viên mãn của ông ấy Chúng ta thấy đều có được Chúng ta giới thiệu Mấy người bạn bè thân thích Đến nơi đây nghe kinh Bạn cũng chính là Lợi dụng cái đạo tràng này Lợi dụng cái cơ duyên này Của cư sĩ Lý Mộc Nguyên bạn độ được mấy người làm Phật Bạn nói xem công đức của bạn lớn hay không Thật là độ họ đi làm Phật Họ ngay đời này Có thể y giáo tu hành Có thể giảng sanh hay không Đó là một việc riêng Việc đó không hề gì Chỉ cần đến cái đạo tràng này Thấy được Phật tượng Nghe được một hai câu kinh văn Một khi nghe qua tai Mãi đã trồng thiện căn hạt giống kim cang vĩnh viễn không hư hoại sẽ có một ngày gặp được duyên khởi hiện hành tương lai họ niệm phật giảng sanh làm phật nghĩ lại thử cái nhân ban đầu là do một người nào đó độ ta đó gọi là hiểu được làm thế nào tu tùy hỷ công đức lại tiến thêm một bước nguyện thứ sáu phật dạy cho chúng ta thỉnh chuyển pháp luân có rất nhiều đồng tu đều sâu sắc cảm nhận thấy nghiệp chướng của chính mình sâu nặng tai nạn rất nhiều không có người nào không nghĩ đến làm thế nào để tiêu nghiệp chướng làm thế nào có thể tránh khỏi những tai nạn này thế là đến cửa phật đến miếu thần thắp hương lễ bái mong cầu phật thần minh bảo hộ bạn Thật có thể cầu được hay không? Chúng ta phải rất bình lặng mà quan sát Có mấy người cầu được Tuy là cầu không được Người đến cầu vẫn là tấp nập không ngớt Thậm chí chính mình rõ ràng biết được cầu không được Vẫn là đi mong cầu Còn tốt hơn không cầu Ôm lấy tâm lý cầu may Phật nói cho chúng ta Lời của Phật nói không có giọng ngữ Phật thì môn trung hữu cầu tác ứng Đó là thật, không phải là giả Có cầu, ác có ứng Bạn xem thấy, cầu làm Phật Đều có thể cầu đến được Đây là việc khó nhất của thế suốt thế gian làm phật đều có thể cầu đến được những thứ khác thì chỉ là chuyện không đáng kể có đáng gì chứ có thứ nào mà cầu không được chân thật có thể cầu được thế nhưng phật dạy cho chúng ta cầu là dạy cho chúng ta như lý như pháp mà cầu bạn mới có thể có được cái mong cầu của bạn phải hợp lý hợp pháp nếu như không hợp lý, không hợp pháp Bạn nhất định không cầu được Làm gì có loại đạo lý này? Pháp gì vậy? Pháp tắc của nhân quả Đó là Phật dạy cho chúng ta Bạn phải tu nhân Sau đó quả báo liền hiện tiền việc diễn dạng của chúng ta không phải chỉ có những thính chúng ngồi ở đây. Mắt thịt không nhìn thấy thì thật là quá nhiều. Không phải chúng ta nói những quỷ thần. Chúng ta nói cái gì? Người mà bắt thường chúng ta không nhìn thấy. Người ở đâu vậy? Người ở trước màn hình tivi Không biết được có đến bao nhiêu bởi vì băng ghi hình này đều phải mang đến đài truyền hình vệ tinh để phát sóng cho nên đài truyền hình của họ yêu cầu dữ liệu này của chúng ta phải đẹp một chút bối cảnh của màn hình họ đã nói qua với tôi rất nhiều lần phải tìm chuyên gia nghệ thuật gia gì đó để vẽ những bối cảnh khi tôi vừa nghĩ hôm qua tôi đã nghĩ đến vấn đề này tôi nói phía sau chúng ta để một ít cây cối hoa cỏ cái cảnh vậy chẳng phải quá tốt rồi sao so với nhà nghệ thuật vẽ sẽ tốt hơn rất nhiều tôi buổi sáng hôm nay liền đến tìm bán hoa để xem chọn ra mấy loại cây này chúng ta ở đây có cây cây ý nghĩa biểu pháp rất sâu kiến thọ thọ là kiến thọ kiến lập Thọ lập đạo tràng Thọ lập Phật Pháp Thọ lập nhân sanh Vũ trụ quan chính xác Đây là đại biểu kiến thọ Có hoa Đặc biệt chọn ra quốc hoa của Singapore Có quả Chọn thạch lựu Thạch lựu tốt Nhiều hạt Điều là biểu pháp Có cây, có hoa, có quả phía sau treo bức có các ngôi sao tôi không ngờ tới rất tốt rất tốt có phật có kinh sách đầy đủ tam bảo chúng ta không cần phải tốn rất nhiều hơi sức phải nhờ người đến vẻ bối cảnh cho chúng ta hôm nay người bán hoa cũng rất tốt Mỗi một tuần họ sẽ đến đổi một lần Chúng ta ước lượng với họ khoảng 5 năm Mỗi một tuần họ đến đổi cho chúng ta một lần Họ đến chăm sóc Những cây lá này Bạn xem khi mấy lạnh thổi còn có thể động Đích thực là tốt hơn nhiều so với tranh sơn dầu Rất sinh động Cho nên mắt thường chúng ta không thấy được thính chúng Không biết được có đến bao nhiêu Khi phát sóng ở Hoa Kỳ Đồng tu ở Hoa Kỳ nói với tôi Mở xem có liên lạc Có thông tin Có đến 20.000 người Số người này Hiện vẫn đang công ngừng tăng thêm cho nên đài truyền hình yêu cầu chúng ta dùng máy móc tốt nhất phát ra dữ liệu đẹp nhất mọi thứ chúng ta đều đáp ứng với họ đều hy vọng làm đến được tiêu chuẩn này lầu năm hiện tại đang lắp đặt lầu năm bốn mặt đều có cách âm giảng đường của lầu năm còn thù thắng hơn chỗ này dưới nền đều có lót thảm lý cư sĩ luôn là hy vọng giảng đường này của chúng ta mỗi một đồng tu ngồi ở trong đó hai giờ đồng hồ là đến để hưởng thụ để chúng ta thư thích thoải mái ở nơi đó thảo luận phật pháp để giảng hoa nghiêm Thịnh chuyển pháp luân là phương pháp tiêu tai giải nạn thù thắng nhất. Làm bất cứ công đức nào để tiêu tai khỏi nạn đều không bằng mời pháp sư giảng kinh. Diễn nói Phật pháp. Kiết tường bậc nhất Người nghe Sanh tâm hoan hỷ Sanh tâm giác ngộ Giác ngộ Tai nạn Mới chân thật có thể tiêu trừ Bất giác thì liền có tai nạn Nghiệp chướng tai nạn Từ do đâu mà ra Từ mê hoặc điên đảo mà ra từ tư tưởng sai lầm của chúng ta kiến giải sai lầm ngay trong hành vi sai lầm phát sinh ra cho nên bạn phải đem ý niệm chuyển đổi lại chánh tri chánh kiến nghiệp chướng tai nạn của chúng ta từ vô thị kiếp đều có thể hóa giải được cho nên công đức thịnh chuyển pháp luân sẽ rất lớn, ý nghĩa rất sâu. Nếu như một người chúng ta không có đủ sức đi thỉnh pháp sư giảng kinh, chúng ta có thể liên kết một số đồng tu. Chúng ta tập hợp lực lượng, mọi người cùng nhau thỉnh công đức đều là như nhau đều là thù thắng không gì bằng giảng kinh thuyết pháp ảnh hưởng càng lớn công đức cũng sẽ càng lớn ảnh hưởng được càng sâu công đức cũng càng sâu việc này không thể không biết ngày nay ở trong xã hội này của chúng ta đó là chỉ toàn thế giới mỗi một khu vực đô thị hương trấn có rất nhiều người cư ngụ đều đem phật giáo xem thành tôn giáo đó là một hiểu lầm to lớn chúng ta ngày nay cùng đại chúng đặc biệt là mọi người vừa mới tiếp xúc phật pháp trước tiên phải đem cái quan niệm sai lầm này chỉnh sửa lại sau đó mới có thể đem phật pháp giới thiệu cho họ họ biết được làm thế nào tiếp nhận làm thế nào để nghiên cứu làm thế nào để học tập thứ nhất là phải đem cái ý niệm này chỉnh sửa lại nếu không chỉnh sửa quan niệm này vậy thì khi bạn vừa mở đầu đã sai rồi vừa sai thì sẽ đến cùng vậy thì việc này chúng ta không thể không biết có thể chuyển đổi sai lầm của mọi người đó là công đức vô biên chúng ta nhất định phải suy nghĩ đến sức ảnh hưởng sâu rộng của nó ở nơi nào có thể có được sự ảnh hưởng lớn đạo tràng trong nhà Phật Thính chúng càng nhiều Sức ảnh hưởng không đủ mạnh Vòng Tây Cư Sĩ Địa chỉ email Vòng Tây Cư Sĩ gmail.com Người đọc Phật tử Thiện Quang Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật